Thưa quý vị và các bạn, tập trung đầu tư phát triển các sản phẩm du lịch dịch vụ để khai thác tốt tiềm năng lợi thế về di sản văn hóa Huế, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách đang là nhiệm vụ trọng tâm được ngành du lịch tỉnh tích cực triển khai. Cùng với thế mạnh các loại hình du lịch di sản văn hóa đã được khẳng định, mới đây Sở Du lịch tỉnh phối hợp với các doanh nghiệp đơn vị liên quan tiến hành khảo sát nhiều điểm đến du lịch tâm linh trên địa bàn tỉnh để xây dựng phát triển sản phẩm du lịch tâm linh, loại hình du lịch địa phương rất có lợi thế để phát triển nhưng lâu nay đang ở dạng tiềm năng chưa được khai thác và phát huy giá trị. Ghi nhận của phóng viên thời sự về những kết quả ban đầu từ đợt khảo sát này. Xu hướng du lịch tâm linh đang được nhiều du khách quan tâm. Sau những bận rộn lo toan với công việc thường nhật, họ cần những giờ phút yên tĩnh để cân bằng trong cuộc sống. Và Huế là điểm đến rất lý tưởng. Lâu nay, một số doanh nghiệp du lịch đã quan tâm đến loại hình sản phẩm du lịch này, nhưng phần lớn chỉ dừng lại ở việc đưa du khách vào cảnh chùa. Một vài đơn vị lữ hành khai thác thêm hình thức thiền, thưởng thức ẩm thực chay tại chùa. Trong suốt 2 năm vừa qua, thì công ty cổ phần du lịch Đại Bàng đa phần là triển khai loại hình du lịch vãng cảnh chùa. Trong một ngày thì du khách có thể là trải nghiệm tham quan 6 ngôi chùa ở Huế. Và trong một 6 ngôi chùa đó thì chúng tôi lựa chọn có tổ đình, có quốc tự, có chùa ở trường phái Bắc Tông và có chùa thiền phái Nam Tông. Thì lượng khách chủ yếu của công ty lữ hành thì đa phần là nguồn khách đến từ hai đầu Bắc Nam, đặc biệt là khách Hà Nội và khách Sài Gòn. Và lượng khách chủ yếu là lượng khách du lịch nội địa. Trước đây thì bên phía công ty chúng tôi cũng đã có những cái thị trường khách Pháp và đã đi thăm những cái chùa ở Huế rất là nhiều, và họ cũng cảm nhận được cái điều thiện, cái điều tốt của Phật giáo Việt Nam. Theo một số đơn vị lữ hành quan tâm khai thác sản phẩm du lịch tâm linh ở Huế, lượng khách đến Huế để đi viếng chùa, các điểm tâm linh không phải ít, nhưng đa số họ tự đi và đi trong thời gian ngắn, chứ ít đặt tour qua đơn vị lữ hành du lịch. Còn bộ phận du khách tham gia tour qua các đơn vị lữ hành, thường thì điểm đến du lịch tâm linh được thiết kế đan xen cùng với những điểm đến du lịch văn hóa di sản sinh thái làng nghề để tăng thêm sự sinh động hấp dẫn cho du khách, chứ chưa có hẳn một tour du lịch tâm linh vài ngày. Do vậy, việc tìm hiểu để xây dựng sản phẩm thực sự hấp dẫn, thu hút được đối tượng khách tham gia loại hình du lịch này đặt ra đối với ngành du lịch. Các hình thức tổ chức lâu nay thì mang tính nhỏ lẻ và cũng chưa thành một cái hệ thống hoặc là theo một cái nội dung thông tin hoặc là một cái lộ trình phù hợp. Vì vậy đợt này Sở Du lịch tổ chức khảo sát, đồng thời là có trao đổi làm việc với Hội Phật giáo tỉnh cũng như các chùa có vị trí hoặc là có những điều kiện có thể đón tiếp các đoàn khách du lịch hoặc là tổ chức một số hoạt động liên quan đến tâm linh. Mới đây, ngành du lịch đã tổ chức đợt khảo sát tại một số điểm đến gồm chùa Đông Thuyền, chùa Huyền Không Sơn Thượng, chùa Đức Sơn, Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã. Tại những điểm đến, đoàn tìm hiểu về lịch sử, văn hóa và các hoạt động tâm linh của chùa, đồng thời khảo sát khả năng cung ứng về cơ sở vật chất, không gian tâm linh, tìm hiểu về các hoạt động trải nghiệm và những hoạt động thiền nguyện. Các đơn vị lữ hành cũng đã tìm hiểu kỹ về khả năng kết nối để hướng dẫn đưa khách du lịch đến tham quan trải nghiệm tại các chùa. Chúng tôi nhận thấy rằng du lịch tâm linh ở Huế có rất nhiều tiềm năng để mà phát triển. Ta có thể đưa cho khách trải nghiệm thêm loại hình chuyển trải nghiệm ẩm thực chay ở chùa. Chúng ta có thể gắn kết các cái khóa tu tập vào trong cái chương trình du lịch. Trong khoảng thời gian đó chúng ta có thể là giúp du khách có thể là một trải nghiệm thiền ở chùa. Ngoài ra thì trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi nghĩ rằng thì du lịch tâm linh kết hợp với du lịch thiền nguyện đang là một trong những là xu hướng ngày càng được du khách trông chờ. Nhưng mà chúng tôi cũng đã nhận ra rằng là có rất là nhiều cái tiềm năng, rất nhiều cái hay cái đẹp của cái du lịch tâm linh của Huế, chúng tôi có thể tạo thành được những cái sản phẩm đặc sắc đối với du khách trong nước cũng như là du khách nước ngoài. Và chúng tôi cảm nhận được rằng là cái sản phẩm này trong tương lai nó sẽ phát triển rất là tốt. Chúng tôi cũng hy vọng rằng sau chuyến khảo sát này, sau khi thu thập những thông tin đề xuất từ các nhà chùa cũng như là các ý kiến đề xuất của các đơn vị lữ hành, sẽ xây dựng hình thành một số sản phẩm liên quan đến tâm linh. Thì có thể là
lồng ghép với một số tour truyền thống trước đây đã có để làm các tour đó được mới hơn, được nâng cấp hơn, hoặc là có thể tổ chức một số tour chuyên đề chuyên về du lịch tâm linh, thăm chùa chiền, tìm hiểu về đạo Phật và có trải nghiệm một số hoạt động trong các chùa. Ngành du lịch cùng các doanh nghiệp lữ hành sẽ có những đánh giá cụ thể về các điểm đến du lịch tâm linh để xây dựng những sản phẩm du lịch tâm linh mới hấp dẫn, đồng thời kết nối với các loại hình du lịch khác của Huế để hình thành tour du lịch sinh động hấp dẫn du khách, góp phần khai thác tiềm năng thế mạnh về du lịch tâm linh của Thừa Thiên Huế.